1978 tại Carrara, Ý, người nhà anh Gianluigi Buffon có tiếng khóc chào đời. Anh khởi nghiệp vào năm 94 tại Parma trước khi chuyển sang Juventus vào năm 2001. Buffon đã nguyện gắn bó cả sự nghiệp chơi bóng của mình cùng với câu lạc bộ thành Turin. Anh đã ra sân 167 trận cho tuyển Ý, đỉnh cao là chiếc vô địch World Cup 2006. Buffon đã cùng với Parma giành một cúp quốc gia, một siêu cúp Ý và một UEFA Cup trước khi chinh phục đến 7 Serie A, 2 cúp quốc gia và 5 siêu cúp Ý cùng với Juve. Anh đã lập kỷ lục 973 phút giữ sạch lưới cho Juventus ở mùa giải trước. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 39 của thủ thành cao 1m92 này. Chúc mừng sinh nhật huyền thoại, người nhện, Gianluigi Buffon. Vào ngày này năm 2008, Francesco Totti lập kỷ lục mà sẽ không có một cầu thủ Ý nào có thể phá vỡ được. Đó là 5 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Ý. Mùa giải năm đó, Totti giúp Roma cán đích ở vị trí Á quân và giành Coppa Italia. Anh kết thúc mùa giải với danh hiệu vua phá lưới Serie A 26 bàn và 32 bàn trên mọi đấu trường. Thành tích đáng nể của đội trưởng AS Roma đã giúp anh có lần thứ 5 giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Ý. Qua đó chính thức lập siêu kỷ lục mà sẽ không bao giờ có một cầu thủ Ý nào phá vỡ được. Vì trong lịch sử của giải thưởng này chỉ có duy nhất hai người từng giành được danh hiệu này hai lần. Đó là Christian Vieri và Alessandro Del Piero. Hôm nay là mùng 1 Tết. Chắc hẳn các khán giả của bongda.com.vn ai ai cũng xinh đẹp, hứng khởi trong không khí gia đình, bạn bè của những ngày đầu xuân. Chúc các khán giả thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và gặp thật nhiều may mắn trong năm 2017. Mong rằng các khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi bongda.com.vn trong thời gian tới. Chúc mừng năm mới!